bao nhiêu? Cô được. Con mèo mới đi ra. Nghe cô mà kêu kêu gì nữa mà. Đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đi đường đó mắc cái gờ kia làm sao mà đi? Đi được. Cái gầm đằng sau nó thấp. Cái dốc ấy nó cao, mắc cái gờ liền. Ai mau cao tao. Trục trặc kỹ thuật. Vẫn không cua được. Nó trượt cái này ra rồi.